khơi sạch cô khẳng mục mà cả thôn nắng không chỉ lòng thay nẹ lụ sạch cô mềm tế chà chà mẹp xua bốc mai bông bà ôn tặng ọc ní chụp cho mùi niên nhóm nơi vì đậu thầm mây chà thằng ngày nít niên nhóm mọc bằng hà nhóm bì là bì bà lạ sạch cô chà bà lạ sạch cô cương dương nhằm cho mùi chú nhằm cho mùi nồng băng bơ chà hà xâm ròn rưu cô bê là nghỉ chôm khní á bông bà ôn chà hơi cương xàm bà dương miên bà l bì chênh sco bình chong tắc sẽ yêu bình cha thì đốn sẽ đại đầy cho mùi nắng cường trà hơi ru chiết vẫn nắng cái thời ca ru chiết em trà hơi ập hẻ thì bông ôn trà em sạp là mồm hơi bông ôn cho ngày canh để chuối bông ôn anh đã sẽ đại đầy hói dương anh chan là khỏi sau hơi là ập tới hơi dương đặt và chồ bạn chụp phía về ăn tới chui trà chui hói giờ tới nhà mà đòn hói tròn nhà mà đòn tiệt đó trà bay buồn chỉ cả hói nơi ta clean trà hai bông bông na cho chất fan bà sạch cô ăn á trà bà tè bọc nhôm á cho chất nè bông bông này sạch cô mặc cả lầu ấy sang pha nhà mà đón cứ o hói trà hói là việc ở đài vừa ở dương sùa đáo cứ sạch dương vô sạch phối hơi dùng chất hiện khè khè chà còn chất đáng bếch vì là biểu thà và bà không cả đau đó chà chất bạp nâng hơi dùng sạch lý khánh chà ăn nhằm tới hợp tại chân ngành vì ớt rừng thì sạch lý khánh nhằm tới vì tôn chà ạ khánh nâng vừa sạch bảo dưỡng tôn hơi nhằm tới vì biểu thà vì chúi khnông mọt á chà hai bông pôn có pôn tai đau sạch cô à lâu này phlieng rớt chô tè chà à lâu này rèng phlieng វិញ hái dương chắp đảm đạ sạch cô ăn chà hiền có ngủ tí á bông pôn đây sa ta đà sai chà sạch dương ăn bàn mà mà ta biết ế mà chạy ở tranh chà mà bà tia chà bàn mà bà tì bình và lời này dương đò mong phụ ơi bông phá ốn chà tư tu sna vì đậu bê là nghỉ nhằm bài chôm khní tặng ọc khní lực